làm nghề kinh doanh và vừa làm nghề diễn viên, và mình cũng rất hay phải đi đóng những quảng cáo của TVC, mình hay phải đứng trước ống kính camera cũng như là hay phải gặp mọi người. Thì ngày xưa trước khi mà làm răng sứ thì mình rất là tự ti, nhất là cái hàm răng của mình. Trên khuôn mặt của mình thì hoàn toàn không có sửa gì cả, ngoại trừ cái bộ răng của mình. Thì mình vừa mới làm răng sứ ở nhà khoa thẩm mỹ Athena. Thì trước đây thì hai cái răng cửa của mình nó rất là to và nó bị thô, thứ hai nữa là nó thưa ở cái đoạn giữa, cho nên là mỗi lần mà mình gặp gỡ mọi người và mỗi lần mình đứng trước camera mình thường rất ít cười, và kể cả những cái ảnh trên Facebook của mình cũng rất ít cười. Nhưng mà sau khi mình làm răng xong thì mình có một cái sự tự tin hơn hẳn, nhất là cái việc mà mình đứng trước camera, mình gặp gỡ mọi người, kể cả những người bạn khác giới, kể cả những cái đối tác hay là khách hàng công việc, và mọi thứ thì mình hoàn toàn có thể tự tin, mình cười một cách tự tin và mạnh mẽ hơn. Mình rất là cảm ơn nhà khoa thẩm mỹ Athena đã hỗ trợ giúp mình xử lý và thay đổi hàm răng của mình để có thể là cười một cách tự tin và đẹp hơn. Và đến bây giờ thì trong mọi hoàn cảnh, kể cả những điều kiện ánh sáng như thế nào thì răng của mình cũng luôn luôn sáng bóng và thật sự là rất là tự tin ạ.